Hello, xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn đi review quyển Dragon Quest Dấu Ấn Roto, hay còn được biết đến với cái tên là Dấu Ấn Rồng Thiêng. Với bộ truyện đã phát hành cách đây hơn 20 năm. Đây là một bộ truyện huyền thoại rồi, không cần phải nói nhiều nữa. Giờ mình sẽ bóc siêu đã. Và đây là quyển truyện của chúng ta. Mỗi quyển này thì sẽ có giá là 75.000 và được in ở khổ to 13x18 và được in tận 5.000 bản. Một bản in khá là nhiều đối với một quyển truyện thuộc dòng cao cấp nhỉ. Mỗi quyển thì sẽ có là gần 400 trang, 376 trang. Rất dày. Bạn thể thấy đây. Rất dày. Thì mỗi quyển thì các bạn sẽ có được tặng kèm một cái postcard bằng nhựa. Đây, bạn có thể thấy đây là postcard của tập 1. Và full bộ này là sẽ có là 15 tập. Mỗi tháng ra một tập. Thì các bạn ghép 15 cái postcard này vào nhau sẽ được một bức tranh hoàn chỉnh. Thì các bạn muốn xem trước thì có thể lên page của Kim Đồng, có hình 15 cái card này ghép vào nhau luôn. Trước hết là mình sẽ đi về phần bìa của chuyện này. Đây là phần bìa này. Chuyện sẽ được thiết kế bìa rời. Đây là phần bìa mặt trước, bìa ngoài. Đây là mặt sau. Còn đây là phần gáy bìa. Mình thấy phần gáy bìa của chuyện này thiết kế nhìn trông khá đơn giản. Đây là phần bìa mặt trong của mặt trước, cũng khá đơn giản. Đây là bìa mặt trong, mặt sau. Bìa thì lấy tông màu xanh là chủ đạo. Thì cái phần bìa này, thì cái phần bóng bóng này là cái phần hình sẽ được in chìm ở bìa. Còn cái phần dưới này là phần hình vẽ nhé. Thì bìa sẽ được thiết kế là bìa láng trơn, không bóng. Đấy, các bạn có thể thấy không hề có ánh bóng. Nó chỉ bóng ở những cái chi tiết là được in chìm vào bìa thôi. Cái phần gáy này cũng thế. Đây, những cái bóng bóng này là cái in chìm này. Mình thấy phần thiết kế bìa của chuyện này khá là được đầu tư đấy. Đây, đi vào trong cái phần phía trong của chuyện nhé. Mình sẽ bỏ cái này ra cho các bạn xem. Full bìa, đây. Đây là full hình bìa đây. Hai cái phần dấu ấn này sẽ ghép vào nhau này. Thì sẽ được thành hình cái hình. Đây. Hình dấu ấn. Đấy. Mình bọc nó không phải ám vân tay vào cái bìa. Phía mặt trong của bìa trong thì sẽ có cái tông màu vàng này. Các bạn sẽ có tiếp đến là sẽ có thêm hai cái tờ bìa. Gọi là bìa lót đấy. Chất lượng khá là dày. Khá là dày và xịn. Giấy rất xịn. Tiếp đến là một cái phần trang màu tên truyện, mặt bên kia là mục lục. Thì ở tập 1 này thì các bạn sẽ có vài trang màu đi kèm. Đây, bạn có thể thấy đây trang màu đây. Những cái hình vẽ được đăng trên tạp chí. Trên phía trong có trang màu không? Đây, cũng có rất nhiều trang màu. Tập 1 này có khá khá trang màu đấy. Đấy, các bạn có thể thấy. Mình sẽ xem về phần giấy của truyện này. Giấy của truyện là giấy láng, trơn, sờ rất là dày dặn. Giấy này như cùng với cả, giống với cả chất liệu giấy của bộ FMA, Full Metal Alchemist. Về phần in ấn và phần vẽ, đây các bạn có thể thấy khá là rõ nét. Những cái chi tiết vẽ với cái in rất là rõ. Và cái phần truyện thì không bị in quá sát vào cái mép này. Nó có cái khung này cách một khoảng này, cho nên các bạn không bị cái tình trạng là khó đọc và phải dở hẳn ra để mà mới có thể đọc được vào phần cái mép này.
mà chỉ cần hơi dở dở như này là đã đọc được rồi. Đấy, đây là một điểm cộng của cái phần thiết kế khung của cái bộ này. Mình sẽ dở sơ qua một vài trang để các bạn xem cái phần in ấn của bộ này và xem qua phần nét vẽ. Đây, đây là trong màu này. Phần giấy của truyện này khá là tốt rồi, tốt nhất trong số những cái bộ của Kim Đồng đang xuất bản, và cùng chất lượng giấy với những cái bộ cao cấp khác như là Ultimate hay là bộ Doraemon đã tuyển tập. Đấy, các bạn có thể thấy phần in ấn làm rất tốt, mình thấy rất là rõ ràng và có rất nhiều trang màu xen kẽ luôn. Đây, rất nhiều trang màu. Và mỗi quyển này sẽ có độ dày là gần 400 trang. Và đối với những cái quyển truyện dày như này, cái mình quan tâm chính là cái phần keo gáy bìa. Thì đây các bạn có thể thấy là cái phần keo gáy bìa đây, mình thấy là khá là dày đấy và cứng cắc. Đây các bạn có thể dở này, mà cái phần gáy cũng hơi bị cong cong đấy. Đây, phần gáy cũng hơi bị cong, mà phần keo gáy là cũng khá dày dặn. Thì đối với những cái quyển truyện dày như này thì cái phần keo gáy này đáng được lưu tâm, bởi vì cái chuyện này cái phần in ý, nó không bị sát vào quá cái mép trong, nên các bạn không cần phải dở to hẳn ra thì mới có thể đọc được, mà chỉ cần dở hơi hơi này thôi là đã đọc rồi, thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái phần gáy bìa này. Đây, ví dụ các bạn dở đến giữa chuyện này, chỗ giữa chuyện này dễ bị bong này, các bạn có thể thấy phần gáy nó hơi bị cong một tí, nhưng mà nó cũng không phải gọi là cong quá. Các bạn có thể thấy phần in ấn của truyện làm rất tốt và rất nhiều trang màu. Và đây là cái phần quà tặng này, một cái postcard bằng nhựa trong. Và với mỗi quyển ở tập 1 này thì các bạn sẽ được tặng kèm ngẫu nhiên một cái card bằng bìa nữa. Thì cái card bằng bìa này thì sẽ có ba loại. Đây các bạn có thể thấy ba loại hình đây. Thì mỗi các bạn mua mỗi một quyển thì sẽ được tặng ngẫu nhiên một trong ba cái này. Thì đây là hình của cái ba cái card. Sẽ tặng ngẫu nhiên và chỉ tặng ở tập 1 thôi. Còn các tập sau thì mình chưa biết thế nào. Card này thì làm bằng bìa. Thì về phần chất lượng in ấn thì của cái card này mình thấy là cũng bình thường. Và card này thì lại không được phủ một lớp ni lông bảo vệ ở phía trên mặt, cho nên là khi các bạn để mà chồng lên nhau này thì nó rất dễ bị lem màu mà bị bợt màu ra. Đây các bạn có thể thấy cái card này nó đã bị bợt cái màu ra cái phần trắng của cái card này. Đây, màu xanh xanh này. Đấy, nó bị bợt ra cái trắng rồi. Nên các bạn để chồng với nhau nó dễ bị bợt màu ra như thế. Vậy thì chốt lại là với cái giá 75.000 thì các bạn sẽ nhận được gì? Các bạn sẽ nhận được một quyển truyện với khổ in to 13x18 và với độ siêu, với số trang giấy siêu dày 376 trang mỗi tập, với thiết kế bìa rời và với phần thiết kế bìa mặt trước và gáy bìa thì trông là khá đơn giản. Phía trong thì các bạn sẽ được có các trang bìa. Các bạn sẽ có một trang bìa lót ở cả trước cả sau, màu vàng, chất liệu thì tương đương, dày hơn so với giấy truyện.
thế thì nó dày gấp đôi dày chuyện đấy. Và các bạn sẽ có rất nhiều trang màu ở trong phần nội dung. Về phần giấy và phần in ấn của bộ này thì mình đánh giá là làm rất tốt rồi, không có gì phải chê rồi. Nhất là phần in nó không bị sát cái mép gáy này này, cho nên là đấy là một điểm cộng. Đối với những cái bộ truyện dày mà cái phần in mà bị sát mép gáy này quá thì lúc đọc thì nó rất dễ bị hỏng cái phần gáy này. Cho nên là mình thấy phần này, cái phần in của bộ này là làm rất tốt. Và các bạn sẽ được tặng kèm một cái postcard bằng nhựa kèm theo mỗi tập. Tổng 15 tập là sẽ có 15 cái này. Và ở tập 1 này thì các bạn sẽ được tặng ngẫu nhiên một trong ba cái hình là cái postcard bằng giấy bìa này. Mỗi khi các bạn mua một tập, cái này chỉ duy nhất ở tập 1 có thôi nhé. Chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở những video review các bộ truyện khác nhé.